chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 10, chương trình có một số nội dung đáng lưu ý sau đây. Sáng nay, tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị lần thứ năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác. Các công trình dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh bắt đầu khởi động trở lại sau thời gian giãn cách tấn công bằng cung tên gây thương vong tại Na Uy Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út đã chủ trì hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và những nội dung quan trọng khác. Tham dự hội nghị có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Trạnh thực hiện nghị quyết tỉnh ủy 9 tháng năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tập trung nỗ lực thực hiện mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Nổi bật là đã quy động mọi nguồn lực ứng phó kịp thời, đúng hướng và có hiệu quả với tình hình dịch Covid-19. Đến nay, về cơ bản tỉnh đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đang từng bước thận trọng phục hồi sản xuất kinh doanh và mở cửa nền kinh tế. Theo dự báo của ngành thống kê, tuy tăng trưởng kinh tế grdp của tỉnh trong 9 tháng năm 2021 là âm 1,2% do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng dự báo cả năm 2021 ước tăng trưởng dương là 3,72%. Trong đó phấn đấu khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,19%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,45%, khu vực dịch, dịch vụ tăng 3,32%. Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19, việc giải quyết chính sách an sinh xã hội theo nghị quyết 68 của chính phủ, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng cuối năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được yêu cầu các cấp quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Xem kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống nhân dân và phục hồi nền kinh tế, từng bước mở cửa nền kinh tế theo lộ trình phù hợp với diễn biến dịch bệnh và độ bao phủ vaccine, thích nghi trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu thực hiện khôi phục toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Đề nghị các chỉ tập trung cái đổi mới tư duy, thay đổi lối làm việc và gắn với kết luận 14 của Bộ Chính trị theo cái hướng là năng động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dìm từ chung. Thì cái điều này rất là quan trọng các anh và nó cực kỳ quan trọng đối với Long An của chúng ta bởi vì tiền nhân chúng ta đã làm được cái này rồi. thì hậu thế chúng ta cũng phải làm được cái này cho bằng được để góp phần cho phát triển kinh tế và đặc biệt là khôi phục sau đại dịch này rất cần chúng ta năng động sáng tạo của chúng mình như nãy tôi nói là đề nghị là tất cả bí thư và người lãnh đạo chính quyền các cấp phải triển khai cái kết luận này xuống tận cán bộ đăng viên và biến cái này trở thành cái hành động cụ thể của từng cán bộ đăng viên của từng cấp từng ngành chứ không phải chỉ ở cấp tỉnh không không phải cấp quyền không mà ở cấp cơ sở cũng phải triển khai cái này tên tinh thần này chúng ta sẽ tạo ra cái nguồn lực một sinh khí mới để mà chúng ta phát triển vượt bậc trong thời gian tới nhấn mạnh dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ vì vậy, Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành, đặc biệt là các địa phương phải chủ động trong công tác phòng chống dịch với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và quán triệt kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã báo cáo kết quả thực hiện kết luận số 720 ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư trên địa bàn một số địa phương của tỉnh và dự báo nghị quyết của tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, với tinh thần khẩn trương trách nhiệm, hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung thông báo kết quả hội nghị mời quý vị cùng theo dõi. Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm đã thống nhất thông qua các nội dung sau một về tình hình thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, về tình hình thực hiện nghị quyết tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2021. Tỉnh ủy thống nhất đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh diễn ra trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình đó, Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tập trung nỗ lực thực hiện mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ, đồng thời phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết tỉnh ủy năm 2021, đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực về công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 được tập trung nhất quán quyết liệt, phương pháp chiến lược, chiến thuật đúng và trúng, triển khai có trọng tâm trọng điểm, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao, quy động hiệu quả hơn cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã nhận được sự chỉ đạo hỗ trợ to lớn, kịp thời của Trung ương, các tỉnh thành bạn, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân trong phòng chống dịch, nên tỉnh đã được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương kiểm soát tốt được dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng của nhân dân và sớm mở cửa nền kinh tế, đưa xã hội từng bước vào trạng thái bình thường mới. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 vũ toàn dân hiện đang tiếp tục triển khai tiêm mũi hai cho toàn dân nhất là lực lượng công nhân lao động Nến giờ kinh tế, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh trong 9 tháng năm 2021 là âm 1,12%, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhưng dự báo mức tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2021 đạt 1,65%, ước cả năm 2021 đạt mức tăng trưởng dương là 3,72%, kế hoạch đề ra đại chính đến 9,5% và cùng kỳ đạt 5,62%. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đạt kết quả tích cực, các cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển ổn định. Tình hình tiêu thụ nông sản trong những tháng đầu năm 2021 thuận lợi hơn so với cùng kỳ. Dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 được tập trung triển khai cụ thể hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện toàn tỉnh có 106 trên 161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 8 xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 7,56% tổng số xã nông thôn mới. Công nghiệp xây dựng, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng giảm 3,38% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng có 24 trên 73 nhóm sản phẩm có tốc độ tăng so với cùng kỳ. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, tỉnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo lộ trình, gắn giới yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều buổi đối thoại và thành lập nhiều đoàn công tác để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, dưỡng mắt cho doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng hơn 5.000 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, chiếm gần 40% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và 4.000 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng quá thiết yếu. Công tác lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030, được tập trung để nhanh tiến độ. Công tác xúc tiến thu hút hỗ trợ đầu tư được quan tâm đầu tư công được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn, khối lượng thực hiện đạt 50,2%, giải ngân đạt 49,5%. Chương trình quy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ phát triển công nghiệp đô thị, dùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và ba công trình trọng điểm được cụ thể hóa triển khai thực hiện. Thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên tháng đầu năm khoảng 62.839 tỷ đồng, giảm 4,19% so cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tốc độ phát triển khá, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,6% so với cùng kỳ tài chính tín dụng công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13.607 tỷ đồng tăng 8,1% so với cùng kỳ đây là kết quả khá tốt trong bối cảnh nguồn thu sụt giảm do dịch covid-19 khi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ thực hiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng ổn định số dư quy động vốn và cho dài đều tăng trưởng nên dực gian quá xã hội tập trung kiểm soát nhanh chóng và xử lý có hiệu quả đối với diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết và tai chân miệng, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89,4%, ngành giáo dục tiếp tục ra soát quy hoạch, tổ chức các hình thức dạy học phân luồng học sinh và các kỳ thi phù hợp, đảm bảo chất lượng hiệu quả, đủ đúng chương trình theo quy định và phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công, công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo tinh thần nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ được tập trung triển khai thực hiện. Theo đó, các cấp các ngành trong tỉnh dẫn động hỗ trợ khoảng 355,5 tỷ đồng đến giờ quốc phòng an ninh nội chính và đối ngoại, công tác quốc phòng an ninh nội chính được tập trung lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực; duy trì công tác tiếp dân hòa giải cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt; quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến người dân di cư tự do và người dân về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 hoạt động đối ngoại được duy trì, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; hoạt động của hệ thống chính trị. Hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được nhau. Tập trung tuyên truyền, dự động nhân dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoáng 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tích cực thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. huy động nguồn lực xã hội, phục vụ công tác phòng chống dịch và chăm lo no cho đối tượng khó khăn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tốt các cuộc hội nghị theo quy định, Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt các kỳ họp lệ kỳ, quyết định ban hành và cụ thể hóa triển khai các nghị quyết quan trọng cấp bách về kinh tế xã hội, nhất là thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và giải pháp phòng chống dịch COVID-19, tổ chức các hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri theo luật định. Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19, chú trọng thực hiện các chỉ đạo của cấp ủy cung cấp trong quá trình chỉ đạo điều hành. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, theo dõi, lãnh đạo sâu sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 gắn với việc quán triệt, cụ thể quá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của đại hội. Tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chú trọng công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuyên đề năm 2021, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2021 trong 9 tháng đầu năm còn một số khó khăn hạn chế. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, chi phí vật tư và giống nông nghiệp tăng cao, tình hình tiêu thụ nông sản còn khó khăn. Trong quý 3 năm 2021, nhiều hoạt động ngành công nghiệp và xây dựng bị gián đoạn đình trệ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng âm. Hầu hết các hoạt động thương mại dịch vụ không thiết yếu phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh, dẫn đến doanh thu giảm mạnh. Tình trạng thiếu hụt lao động gây ảnh hưởng lớn đến việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh và mở cửa lại nền kinh tế hiện nay và thời gian tới. Việc triển khai thực hiện chương trình lao động, việc làm chương trình giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội còn khó khăn và chưa đồng bộ, trong đó có việc triển khai chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của chính phủ. Năng lực nguồn lực của hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là tuyến y tế cơ sở. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là nạn tính dụng đen. Công tác tư tưởng và nắm bắt tình hình dư luận xã hội có lúc có nơi thiếu chủ động, chậm phát hiện, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh. Nguyên nhân chủ quan của những tồn tại hạn chế chủ yếu là sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu ở một số nơi trong tháo gỡ khó khăn, dướng mắt, chưa thực sự quyết liệt, linh hoạt và thiếu năng động. Sự phối hợp giữa các ngành các cấp đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác kiểm tra giám sát đôn đốc của một số cấp ủy, người đứng đầu đôi lúc thiếu sâu sát và chưa thường xuyên. Do nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, trên cơ sở đánh giá phân tích kết quả thực hiện nghị quyết trong 9 tháng năm 2021, tỉnh ủy thống nhất xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của chính phủ trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau: các cấp các ngành nhất là người đứng đầu địa phương cơ quan đơn vị phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chiến lược các biện pháp phòng chống dịch covid 19 chín theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh đảm bảo có trọng tâm trọng điểm nhất là chiến lược tiêm vaccine nêu cao tinh thần tự lực tự cường đề cao trách nhiệm siết chặt kỷ luật kỷ cương phát huy những kết quả đạt được trong phòng chống dịch nhất là tại những địa phương dùng kinh tế trọng điểm của tỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục tập trung lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ công tác phòng chống dịch với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát các hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không để dịch tái bùng phát. Với đấu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất có thể, tối thiểu phải đạt 3,72% theo dự báo của Tổng cục thống kê, tăng cường chỉ đạo chặt chẽ sản xuất nông nghiệp, chủ động ứng phó thiên tai dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, xây dựng kế hoạch tiêu thụ hàng hóa nông sản phù hợp với tình hình. Quản lý chặt chẽ giá cả vật tư nông nghiệp, tập trung triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tăng cường các giải pháp khôi phục, thúc đẩy phát triển khu vực công nghiệp xây dựng thích ứng với điều kiện bình thường mới, tập trung khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 tầm nhìn đến năm 2050 đã nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021 khẩn trương triển khai thực hiện chương trình quy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp đô thị dùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và kế hoạch thực hiện ba công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh tiếp tục thúc đẩy xúc tiến thương mại mở rộng giao thương trực tuyến đảm bảo đầu ra thuận lợi cho nông sản trong bối cảnh đại dịch tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là tuyến cơ sở chủ động các phương án điều kiện để tổ chức giảng dạy cho học tập cho học sinh các cấp đảm bảo hiệu quả và thích ứng với từng diễn biến của dịch bệnh đảm bảo đủ đúng chương trình theo quy định tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới các hoạt động báo chí thông tin truyền thông tập trung tuyên truyền đậm nét về phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng gắn giới, công tác đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, xử lý kịp thời hiệu quả các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện chăm lo no cho trẻ em, người già, người neo đơn, tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết số 68 của chính phủ phối hợp chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chủ trương quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, cải cách tư pháp, tăng cường công tác đối ngoại, thực hiện tốt các phương án bảo vệ biên giới, kịp thời nắm chắc tình hình nội ngoại biên, bảo đảm thế chủ động trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các ngành, các cấp, dân đồng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, thực hiện tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tập trung chỉ đạo, quy động các nguồn lực nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Các cấp ủy đảng thường xuyên kiểm tra đồn đốc thực hiện, để nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2021, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết trung ương 4 khoáng 12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, lê lối làm việc của các cấp ủy, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đổi mới tư duy, sửa đổi phương pháp, lê lối làm việc trong toàn hệ thống chính trị, với quan điểm người dân và doanh nghiệp là chủ thể để phục vụ chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm có kiểm tra giám sát và hướng dẫn thực hiện hai về tổng kết thực hiện kết luận số 720 ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư trên địa bàn một số địa phương trọng điểm của tỉnh và thông qua dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu bổ sung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết và trình thường trực Tỉnh ủy ký ban hành. 3. Về xem xét sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo quy chế làm việc của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng thời đóng góp bổ sung một số nội dung. Tỉnh ủy giao ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiêm túc tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh trình thường trực tỉnh ủy ký ban hành. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân Đồng An tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Chuyển sang những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, các công trình dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Long An đã bắt đầu khởi động trở lại sau thời gian giãn cách. Chủ đầu tư và nhà thầu cho biết sẽ tăng tốc thi công, đưa một số gói thầu dự án về đích cuối năm 2021. Tại công trình đường dành đai thành phố Tân An, đơn vị thi công gói thầu số 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Nam đang tăng cường thêm phương tiện thiết bị và bổ sung thêm hai đội thi công. Cùng với việc tăng cường này, việc tập kết vật liệu cũng đã thuận lợi hơn nên toàn đơn vị rất phấn khởi lao động khẩn trương với quyết tâm để nhanh tiến độ đưa gói thầu kịp về đích vào 31 tháng 12 năm 2021. Trước đây á thì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng thì tập kết thiết bị máy móc và vật tư thì gặp nhiều khó khăn. Vừa rồi là tình hình dịch bệnh đã được giảm bớt và được mở rộng thông thương giữa các tỉnh cho nên là thuận lợi hơn trong việc vật tư và tập kết nhân thiết bị nhân lực cho nên là giờ công trường cố gắng đẩy nhanh tiến độ để được đạt được tiến độ đề ra của dự án. Thực hiện chương trình đột phá, quy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị, dùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Sở Giao thông Vận tải đã tập trung gấp rút các bước chuẩn bị đầu tư đối với 8 công trình đột phá và 3 công trình trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội nên phần lớn các công trình tạm dừng hoạt động. Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, các công trình giao thông quan trọng đã chính thức thi công trở lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa có văn bản số 10047 về việc cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An hoạt động kinh doanh sổ số trở lại từ ngày 22 tháng 10 năm 2021. Riêng công ty phát hành và quay số mở thưởng trở lại kỳ giá 10K4 vào ngày thứ Bảy, 23 tháng 10. Cụ thể, trong giai đoạn đầu, chỉ thực hiện với hình thức bán tại các điểm bàn quay bán giá số cố định nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh, Hiện tại, số lượng điểm bán quầy bán vé trên địa bàn tỉnh khoảng 500 điểm. Đến khi người bán vé số được tiêm ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ và các hoạt động trở lại bình thường mới sẽ tiếp tục mở rộng hình thức bán vé số dạo. Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An giao Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế, Quỹ ban nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương tích cực hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định và công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Trường thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021, Phó Bí thư tỉnh đoàn Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trần Quốc Quân dẫn đầu đoàn công tác đến thăm các đồng chí là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm các cán bộ, nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh từ khóa 1 đến khóa 6, gồm các đồng chí Võ Văn Ba, Phạm Minh Hùng, Trần Hoài Bảo, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Thụy Thắm, Bùi Quốc Bảo, Võ Trần Tuấn Thanh và đồng chí Võ Minh Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 6. Thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân trước sự đóng góp của các đồng chí cựu cán bộ hội thời gian qua. Buổi gặp gỡ cũng là dịp để người tiền nhiệm ôn lại thời tuổi trẻ sôi nổi, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, nâng cao vai trò chỉ thế uy tín của tổ chức hội và phát huy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn thanh niên trong cái thời đại ngày nay là phải gắn công nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và phải có bản lĩnh trong cuộc sống. Đó là bản lĩnh mình như mọi người, mỗi người với gì mình. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cấp hội từ trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, trong đó trọng tâm là ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi, đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, biểu dương tôn vinh các gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trên các lĩnh vực Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay. Tại hội nghị sơ kết đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh diễn ra chiều nay đã có nhiều kết quả được ghi nhận, đồng thời cũng có những bài học kinh nghiệm được đúc kết. Tấn công bằng cung tên gây thương vong tại Na Uy. Thưa quý vị, chiều nay ngày 14 tháng 10, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Nguyễn Văn Đường, Phó Bí thư Thượng trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Nguyễn Văn Úc chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để nghe Sở Chỉ huy, các tiểu ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch hội nghị tập trung đánh giá kết quả nới lỏng giãn cách xã hội thời gian qua và kiểm soát quản lý người dân từ địa phương khác đi qua hoặc về ở tại địa phương công tác sàng lọc cộng đồng tiến độ tiêm vaccine và thành lập các trạm y tế lưu động việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và đảm bảo an sinh xã hội tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh công tác tổ chức giảng dạy cho học sinh các cấp Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát và hiện đang ở cấp độ 2 đánh giá theo nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ. Theo đó, Sở Chỉ huy đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh áp dụng theo nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, trong đó mở lại một số dịch vụ cho phép tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Ngành y tế đó phải ra soát lại toàn bộ các hệ thống trung tâm y tế của tuyến xã về cơ sở vật chất, về con người, về trang thiết bị để mà có cái đề xuất củng cố này lại và cấp quyền thì tôi đề nghị các ông chị thành lập các cái trung tâm gì các cái đội y tế lưu động mà đã thành lập đội y tế lưu động phải có con người phải có bộ máy mà phải thực sự Đấy, rồi có cơ số thuốc có xe lưu động để mà chúng ta ứng phó kịp thời với cái tái cơ cấu lại các bệnh viện thu dung Thế thì tôi đề nghị là tinh thần như chỗ ông chí chủ tịch hồi nãy nói đó. tinh thần là chúng ta tái cơ cấu lại quan điểm là lưỡng dụng tiết kiệm hiệu quả lưỡng dụng là có nghĩa là cái cơ sở đó có thể là tầng 2, tầng 3 hoặc là tầng 2 kết hợp với lại thu dung chẳng hạn tiết kiệm là làm sao kinh phí thấp nhất trên tinh thần là tận dụng tất cả những gì chúng ta đã đầu tư Thì ngay chúng ta khu gom lại Và phải hiệu quả Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021, tổng số ca nhiễm COVID-19 là 33.526 ca, đã điều trị khỏi hơn 31.500 ca, chiếm hơn 94%. Tổng số vaccine đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 2,3 triệu liều, trong đó mỗi một phủ 100%, mỗi hai hơn 63%. Chiều nay, Tập đoàn Tiền Ti Rức của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB đã trao tặng xe cứu thương cho tỉnh Long An nhằm hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc tiếp đoàn. Xe cứu thương được tặng cho Long An là loại xe chuyên dụng được nhập khẩu từ Nga. Trên xe được lắp đặt các trang thiết bị phục vụ cho cứu thương do Bộ Y tế quy định. Tổng trị giá của xe và các thiết bị y tế là 870 triệu đồng với phương châm gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, tập đoàn TNT Group và ngân hàng SHB luôn tích cực đồng hành cùng chính phủ và các địa phương trên khắp cả nước trong công tác phòng chống dịch. Tính đến nay, tập đoàn TNT Group SHB và các doanh nghiệp trong thành viên đã ủng hộ gần 1.300 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch trong cả nước. Trong đợt này, tập đoàn TNT Group và ngân hàng SHB trao tặng cho 8 tỉnh thành phố phía Nam mỗi địa phương một chiếc xe cứu thương chuyên dụng, gồm thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng. Riêng tại Long An, xuyên suốt trong vụ dịch, tập đoàn TNT Rất và ngân hàng SHB đã luôn tích cực đồng hành hỗ trợ tỉnh với nhiều chương trình như ủng hộ kết xét nghiệm nhanh COVID-19, đóng góp quỹ phòng chống COVID-19, tặng lương thực thực phẩm hỗ trợ người nghèo trong thời gian giãn cách xã hội với tổng giá trị ủng hộ gần 2,5 tỷ đồng. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cảm ơn tập thể lãnh đạo, nhân viên tập đoàn TNT Group và ngân hàng SHB đã đồng hành chia sẻ khó khăn cùng tỉnh Long An trong công tác phòng chống dịch bệnh và khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của tập đoàn TNT Group và SHB có ý nghĩa thiết thực tiếp thêm nguồn lực cho hệ thống y tế tỉnh trong phòng chống dịch COVID-19.